Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tổng hợp từ A đến Z, kiến thức phong thủy dành cho người mệnh mộc. Trong ngũ hành, mệnh mộc là biểu tượng của thực vật, cây cối, hoa lá. Những người mang mệnh mộc thường sống giàu tình cảm, chân thành và biết cách quan tâm đến mọi người. Nếu bạn cũng thuộc mệnh mộc và đang quan tâm đến những kiến thức phong thủy cơ bản dành cho người mệnh mộc thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây. Mệnh mộc sinh vào những năm nào? Những người mệnh mộc có năm sinh như sau: Nhâm Ngọ 1942 và Quý Mùi 1943, Canh Dần 1950 và Tân Mão 1951, Mậu Tuất 1958, Kỷ Hợi 1959, Nhâm Tý 1972, Quý Sửu 1973, Canh Thân 1980 và Tân Dậu 1981, Mậu Thìn 1988 và Kỷ Tỵ 1989. Mệnh mộc hợp mệnh gì? Trong ngũ hành tương sinh, ta có thủy sinh mộc, người mệnh mộc hợp với mệnh thủy. Lý giải một cách đơn giản thì nước là nguồn sống nuôi dưỡng sự sinh trưởng, phát triển của thực vật. Người mệnh mộc và mệnh thủy có thể hợp tác làm ăn, kết duyên vợ chồng đều sẽ rất thuận lợi, may mắn. Màu gì hợp với người mệnh mộc? Các chuyên gia phong thủy cho rằng việc sử dụng màu sắc hợp mệnh sẽ giúp cho thân chủ gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và trong cuộc sống. Mỗi mệnh sẽ hợp với những màu sắc khác nhau. Người mệnh mộc thì hợp với màu xanh, xanh lá cây, nâu, xanh lam, vàng nhạt, đen. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, tràn đầy. Nhìn vào màu xanh lá cây, ta có cảm giác thoải mái, thư giãn và vui vẻ hơn. Không chỉ có vậy, màu này còn đem đến một nguồn năng lượng tràn đầy, tích cực đến cho người mệnh mộc. Màu nâu là biểu tượng của đất, nơi sinh sống của mọi vật trên trái đất. Trong công việc, màu nâu sẽ có tác dụng chiêu vượng tài lộc, thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến, phát triển không ngừng. Đặc biệt, đối với những ai đang gặp khó khăn trong việc làm ăn kinh doanh thì nên sử dụng trang sức có màu nâu để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo, sáng suốt mỗi khi quyết định điều gì đó. Màu xanh lam mang đến sự tự tin, mạnh mẽ cho người mệnh mộc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, bạn cũng sẽ dễ dàng vượt qua nếu như có màu sắc này tương trợ. Màu vàng nhạt gửi cảm giác bình yên, hạnh phúc đến cho mọi người. Sử dụng đồ trang sức vật phẩm phong thủy có màu vàng nhạt sẽ giúp cho cuộc sống của người mệnh mộc luôn bình an, vui vẻ. Người mệnh mộc nên sử dụng trang sức màu nào để may mắn? Vật phẩm phong thủy tương sinh. Việc sử dụng vật phẩm phong thủy tương sinh sẽ có tác dụng cải biến tài vận, mang đến may mắn và những điều tốt đẹp nhất cho người mệnh mộc. Ngoài ra, những vật phẩm ấy còn giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn, phòng tránh được nhiều bệnh tật. Người mệnh thủy nên đeo những trang sức bằng đá quý như đá thạch anh, có màu sắc hợp mệnh là đen, xanh lam, nâu. Đeo vòng phong thủy trên người vừa có tác dụng làm tăng tính thẩm mỹ, vừa bảo vệ bạn khỏi những điều xấu xa. Tuy nhiên, người mệnh mộc tuyệt đối không được sử dụng các loại trang sức có màu trắng, xám, bạc. Đây là hai màu của hành kim, kim khắc mộc nên cần phải tránh. Nếu sử dụng sẽ không tốt cho sức khỏe và tiền tài của người mệnh mộc. Vật phẩm phong thủy tương hợp. Về vật phẩm phong thủy tương hợp thì người mệnh mộc nên sử dụng những đồ đạc, vật dụng làm bằng gỗ có màu vàng đậm, nâu đất hoặc những vòng đá quý có màu xanh lá cây, xanh da trời. Trang trí nhà cửa gia chủ mệnh mộc. Việc trang trí nhà cửa cho gia chủ mệnh mộc, ngoài việc phải đảm bảo thẩm mỹ, thì bạn cũng cần phải chú ý đến các yếu tố về phong thủy. Bởi phong thủy nhà ở rất quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc, vận mệnh và cuộc sống của từng thành viên trong gia đình. Nếu như chỉ biết cách bày trí vật phẩm phong thủy trong nhà, không vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là bạn cần phải biết cách kích hoạt thủy khí của gia đình. Để làm được điều đó thì bạn có thể dùng mẹo sắp xếp các đồ vật theo lối quanh co hoặc sử dụng bàn ghế, đồ đạc có hình hoa văn lượn sóng. Người mệnh mộc cũng có thể trang trí nhà ở bằng những bể cá, rất tốt cho phong thủy. Xem phong thủy phòng khách mệnh mộc. Phòng khách là nơi chi phối rất nhiều vận khí cho ngôi nhà. Vì thế, phong thủy phòng khách luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Đối với những gia chủ mệnh mộc, ở phòng khách, bạn nên để những bộ bàn ghế bằng gỗ có hoa văn xung quanh để chiêu vượng tài lộc.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng những đồ trang trí khác như bể cá, chậu thủy tinh, vừa đẹp về thẩm mỹ, lại giúp cho vận khí trong nhà được lưu thông. Trên trần nhà, bạn có thể rước màu xanh non, xanh lá cây, xanh ngọc bích. Đây đều là những màu hợp với mệnh mộc, đem lại may mắn và bình an đến cho gia đình. Phong thủy phòng ngủ. Phong thủy là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cực nhọc, mệt mỏi. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn năng lượng tích cực để chuẩn bị cho những hoạt động trong ngày tiếp theo. Để đảm bảo được điều đó thì phòng ngủ cần phải tạo ra một không gian ấm cúng, thoải mái, riêng tư với gam màu chủ đạo là xanh ngọc, xanh lá cây. Đây là những màu tạo cảm giác thư giãn nhẹ nhàng đến cho mọi người, giúp bạn xóa tan được những âu lo, muộn phiền. Hơn nữa, việc sơn phòng ngủ màu xanh ngọc, xanh lá cây sẽ giúp đảm bảo được yếu tố hài hòa về phong thủy. Đây đều là những màu hợp với người mệnh mộc, mang đến hạnh phúc, may mắn và những điều tốt đẹp nhất. Khi kê giường trong phòng ngủ thì người mệnh mộc nên chọn hướng Bắc, hướng rất tốt, giúp cho cuộc sống của gia chủ luôn tràn đầy niềm vui, may mắn và thành công. Ngoài ra, bạn có thể để gương hoặc những vật dụng trang trí bằng thủy tinh, pha lê. Phong thủy nhà bếp. Trong phòng bếp, người mệnh mộc nên dùng những vật dụng làm bằng gỗ nâu, gỗ vàng hoặc những vật sơn tường màu xanh tươi mát, ví dụ như bàn ghế ăn. Bạn có thể sử dụng bàn ghế làm từ gỗ nâu, tủ đựng bát đũa làm từ gỗ vàng, các vật dụng khác như nồi cơm, song chảo có màu xanh. Màu xe hợp với người mệnh mộc. Những người mệnh mộc nên mua xe màu xanh lá cây, xanh ngọc. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít những người sử dụng màu xe này. Vì thế, bạn có thể chuyển sang màu đen hoặc xanh dương đều được. Người mệnh mộc không nên đi xe màu trắng hay màu bạc, bởi đây là những màu tương khắc đại diện cho hành kim, cây phong thủy cho người mệnh mộc. Bày trí cây cảnh trong nhà mang tới rất nhiều lợi ích cho người mệnh mộc. Trước tiên là về mặt sức khỏe, cây xanh thanh lọc không khí, tốt cho tinh thần, sức khỏe của gia chủ. Đặc biệt hơn là loại cây phong thủy còn mang tới vận may tài lộc, mang tới những điều may mắn cho công việc, cuộc sống của người mệnh mộc. Nếu thuộc mệnh mộc thì bạn có thể bày trí bất kỳ loại cây nào mình mong muốn trong không gian sống và làm việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.